Xin chào bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính nhất khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe Fuji Nevada, một mẫu xe mang thương hiệu của Nhật. Đó, một mẫu xe địa hình, một khung nhôm, mang cấu hình rất là cao, cấu hình DOJ XT. Đặt đĩa trước là Shimano DOJ. Nước sơn trắng khung nhôm. Xe nguyên bản chính hãng. Đó, toàn bộ phần khung của chiếc xe. Đó, đây là nhôm. Nước sơn nguyên bản xe này, nước sơn này còn khá là đẹp. Đó, như các bác thấy trên hình là toàn bộ phần khung của chiếc xe thì còn giữ được cái độ đẹp khá là cao. Đó, đó là quá trình sử dụng là xe bãi nên là vẫn xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Chạy bộ đề sau là Shimano DOJ XT. Gạt đĩa trước là Shimano DOJ. Bùi đĩa Shimano. Trên ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị đôi tay bấm của Shimano DOJ và phanh dầu Shimano. Và có khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái. Bánh của chiếc xe là bánh 26 inch. Đây là Fuji nguyên bản. Mình sẽ vào loa sai của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên chọn xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Giờ chiếc xe của các bác từ khoảng 1m64 đến 74-75 thì phù hợp. Trang bị 4 lít 10 tầng, 3 tầng đĩa. Nó chiếc xe có 30 tốc độ khác nhau. Mẫu Fuji mang thương hiệu Nhật, mang cấu hình cao Shimano DOJ XT. Bên em đang bán với mức giá chỉ có là 9 triệu tròn, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, trả hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe mà bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.